Bạn đặt đâu cả chục cây lận các bạn ơi. Bạn đặt màu cam pháp, một màu vàng pháp, một màu trắng. Đây là cái cây màu vàng pháp. Để mình cầm lại cho các bạn xem, thấy rõ cái màu vàng với màu cam pháp. Cái cánh cũng khá là giống nhau, cái cánh bông giống nhau. Phía bên đây thì cho là đây là màu vàng pháp và màu cam pháp. Hai cây trần trần pháp hai màu, màu đỏ và màu cam và màu vàng. Đây là màu vàng pháp. Màu vàng và màu cam để gần nhau. Hai anh để gần nhau.